là thực sự là quá đông, ở trên thì lén xuống mà ở dưới thì đẩy lên. Nói chung là người của tôi hầu như là đứng như trên không, không có chân ở dưới đất. Ai mà yếu có thể chết ngất ra ngay được là phải chen đi ra ngoài, không thể có dám đứng vào hàng ngũ nữa. Tôi thấy sợ quá. Em đến sớm, rất sớm mà đứng ở đầu nhưng mà người ta vẫn chen được lên. Tình trạng chen lấn vẫn còn xảy ra thì cái tình trạng xin hồ sơ sẽ người được thì vẫn được và người không được có khi cả mãi không được. Cái thông tin này ngày 2 tháng 5 thì thực sự là tôi cũng nghe mong manh, làm visa là theo cái đăng ký trên mạng.